Chào mừng các em đến kênh Khải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Khải xin giảng các em là bài tập trong buổi bài tập toán lớp 5 sức kính diệu. Cho nên xem bài giảng Khải Liêm, các em khá dễ hiểu, các em sẽ không thích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài 33 chia một số học phân cho một số tự nhiên, trang 79, 81. Trước hết mình sẽ làm câu số 1 đặc tính và tính. Trước hết là 68 chia cho 2. Mình lấy 6 chia 2 được 3, viết số 3. 3 nhân 2 là 6, viết số 6. 6 trừ 6 bằng 0. Giờ dấu phẩy này, các em đem dấu phẩy quanh đây. Hạ số 8 xuống. Mình sẽ lấy 8 chia 2 được 4, viết số 4. 4 nhân 2 là 8, viết số 8. 8 trừ 8 bằng 0. Như vậy kết quả là 3,4, đúng không? Tiếp theo là 20,5 chia cho 5. Trước hết lấy 20 chia 5 được 4, viết số 4. 4 x 5 là 20, viết số 20. 20 trừ 20 bằng 0, viết số 0. Giờ ở đây có dấu phẩy, các em đem dấu phẩy xuống đây chứ. Hạ số 5 xuống. Mình lấy 5 chia 5 được 1. 1 x 5 là 5, viết số 5. 5 trừ 5 bằng 0. Như kết quả là 4,1. Tiếp theo là 18,6 chia cho 6. Chứ hết lấy 18 chia 6 được 3, viết số 3. 3 nhân 6, 18, viết số 18. 18 chia 18 bằng 0, viết số 0. Dấu phẩy này các em đem xuống đây. Hạ số 6 xuống. 6 chia 6 được 1, viết số 1. 1 nhân 6 là 6, viết số 6. 6 trừ 6 bằng 0. Như kết quả sẽ là 3,1 nha. Giờ các em ghi 3 phép tính này, sau đó mình sẽ làm 3 phép tính còn lại nha. Tiếp theo sẽ là 9,6 chia cho 3, mình sẽ đặt tính và tính. Chín chia 3 được 3, viết số 3. 3 nhân 3 là 9, viết số 9. 9 trừ 9 bằng 0, viết số 0. Dấu phẩy này các em đem xuống dưới đây. Hạ số 6 xuống, lấy 6 chia 3. 6 chia 3 được 2, viết số 2. 2 nhân 3 là 6, 6 trừ 6 bằng 0. Đúng không? Như vậy kết quả phép chia sẽ là 3,2 nha. Tiếp theo là 32,8 chia cho 4. Giờ trước hết lấy 32 chia 4 được 8, viết số 8. 8 x 4 là 32, viết số 32. 32 trừ 32 bằng 0. Dấu phẩy này các em đem xuống dưới đây. Hạ số 8 xuống. 8 chia 4 được 2, viết số 2. 2 x 4 là 8. 8 trừ 8 bằng 0. Như kết quả phép chia là 8,2. Tiếp theo là 35,7 chia cho 7. Giờ 35 chia 7 được 5, viết số 5. 5 x 7 là 35, viết số 35. 35 trừ 35 bằng 0. Giờ dấu phẩy này các em đem xuống dưới đây. Hạ số 7 này xuống. 7 chia 7 được 1, viết số 1. 1 x 7 là 7. 7 chia 7 bằng 0. Giờ như là mình xong câu số 1 nha. Câu số 1 các em hiểu bài. Các em sau không thích video thì các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 2 tính theo mẫu, mình quan sát mẫu. 46,2 chia cho 6. Lấy 46 chia 6 được 7, viết số 7. 7 x 6 là 42, viết số 42. 46 chia 42 được 4. Giờ trước khi lấy chữ số đầu tiên phần phân, các em viết dấu phẩy bên phải của hương, hạ số 2 xuống được 42.
42 chia 6 được 7, viết số 7, 7 nhân 6 là 42, 42 chia 42 bằng 0, đúng không? Như vậy kết quả mình sẽ kết luận là 46,2 chia 6 là 7,7 nhé. Giờ bây giờ mình sẽ làm câu số 2. 5,1 chia cho 3. Năm chia 3 được 1, viết số 1. 1 nhân 3 là 3. 5 chia 3 được 2. Giờ trước khi lấy chữ số đầu tiên bằng cặp phân, kem viết số phải bên phải của Hương. Hạ số 1 xuống được 21. 21 chia 7, chia 3 được 7. 21 chia 3 được 7, viết số 7. 7 nhân 3 là 21. 21 trừ 21 bằng 0. Được. Như kết quả phép chia là 1,7 nhé. Tiếp theo là 45,6 chia cho 4. 4 chia 4 được 1, viết số 1, 1 nhân 4 là 4. 4 chia 4 bằng 0. Hạ số 5 xuống. 5 chia 4 được 1, viết số 1. 1 nhân 4 là 4. 5 chia 4 được 1, viết số 1. Trước khi lấy chữ số đầu tiên phần phần kem quý dấu phẩy bên phải của Hương. Hạ số 6 xuống được 16. 16 chia 4 được 4. 4 nhân 4 16. 16 chia 16 bằng 0. Đúng. Kết quả sẽ là 11,4. Tiếp theo là 35,6 chia cho 2. 3 hết lấy 3 chia 2 được 1. 1 nhân 2 là 2. 3 chia 2 được 1. Hạ số 5 xuống được 15. 15 chia 2 được 7. 7 nhân 2 là 14. 15 chia 14 còn 1. Trước khi lấy chữ số đầu tiên bằng phân kem quý dấu phẩy bên phải của Hương. Hạ số 6 xuống được 16. 16 chia 2 được 8. 8 nhân 2 16. 16 chia 16 bằng 0. Dạ như là mình xong câu số 2 nha. Câu số 2 kem hiệu bạc. Kem xong hết video hãy biết kem hiệu bạc. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 3. Hươu cao cổ mẹ cao 4,24 m, hươu cao cổ con gao. Người ta nói là hươu cao cổ mẹ cao gấp 2 lần hươu cao cổ con. Hỏi hươu cao cổ con cao bao nhiêu mét nhé? Như đề bài nói là hươu cao cổ mẹ gấp 2 lần hươu cao cổ con. Ở đây người ta cho độ cao của hươu cao cổ mẹ thì kem lấy số này chia 2 thì sẽ ra chiều cao của hươu cao cổ con thôi, đúng không? Như vậy kem trả lời là hươu cao cổ con cao số mét này. Hươu cao cổ con cao số mét. Mình sẽ lấy số này chia 2. 4,24 chia 2. Giờ mình sẽ chia nhẩm nhé. 4 chia 2 được 2. Dấu phẩy viết lại. 2 chia 2 được 1 và 4 chia 2 được 2. Kết quả là 2,12 mét, đúng không? Như đáp số sẽ là 2,12 mét. Như là mình xong câu số 3 nhé. Câu số 3 kem hiệu bài. Kem xong khuất video hãy kem hiệu bài.
Tiếp theo mình sẽ làm câu số 4, câu A tính theo mẫu, mình quay 6 mẫu. 6 chia 7 được 0, quyết số 0. 0 nhân 7 là 0. 6 trừ 0 thì bằng 6, quyết số 6, đúng không? Giờ trước khi lấy chữ đâu, số đầu tiên của phần gặp văn kem quý dấu quẩy bên phải của Hương. Hạ số 3 được 63, 63 chia 7 được 9. 9 nhân 7 là 63, 63 trừ 63 bằng 0. Như kết quả sẽ là 0,9, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ làm các phép tính phía dưới dây này giống như mẫu nhé. Trước hết là 5,6 chia cho 8, mình sẽ đặt tính như tính. Giờ trước hết mình sẽ lấy 5 chia 8 bằng 0, quyết số 0. 0 nhân 8 là 0. 5 trừ 0 bằng 5. Giờ trước khi lấy chữ số đầu tiên bằng phần kem quý dấu phẩy bên phải của Khương. Hạ số 6 này xuống được 56. 56 chia 8 được 7. 7 nhân 8 là 56. 56 trừ 56 bằng 0. Như kết quả phép chia là 0,7, đúng không? Tiếp theo 3,6 chia cho 9. 3 chia 9 bằng 0, quyết số 0, 0 nhân 9 là 0. 3 trừ 0 bằng 3. Giờ trước khi lấy chữ số đầu tiên phần hợp phân kem quý dấu phẩy bên phải của Khương, hạ số 6 này xuống được 36. 36 chia 9 được 4. 4 nhân 9 là 36. 36 trừ 36 bằng 0. Đúng không? Như vậy kết quả phép chia là 0,4 nhé. Tiếp theo là 4,8 chia 6. 4 chia 6 bằng 0, quyết số 0. 0 nhân 6 là 0. 4 trừ 0 được 4. Giờ trước khi lấy chữ số đầu tiên vào ngập phân kem quyết dấu phẩy bên phải của Khương, hạ số 8 xuống được 48. 48 chia 6 được 8. 8 x 6 là 48. 48 chia 48 bằng 0. Như vậy kết quả phép chia là 0,8 nhé. Giờ như vậy mình xong câu A nhé. Kem ghi câu A, xong câu A mình sẽ làm câu B. Tiếp theo mình sẽ đến câu B, đặt tính giờ tính 6,4 chia cho 8. Giờ 6 chia 8 bằng 0, quyết số 0. 0 nhân 8 bằng 0. 6 trừ 0 được 6. Trước khi lấy chữ số đầu tiên vào phần kem quý dấu phẩy bên phải của Khương, hạ số 4 được 64. 64 chia cho 8 được 8. 8 nhân 8 là 64. 64 trừ 64 bằng 0, đúng không? Như vậy kết quả phép chia sẽ là 0,8 nhé. Tiếp theo là 4,41 chia 7. Chưa hết lấy 4 chia 7 bằng 0. 0 nhân 7 là 0. 4 trừ 0 được 4. Trước khi lấy chữ số đầu tiên Phật hoặc phần kem quyết dấu phẩy bên phải của Hương, hạ số 4 này xuống được 44. 44 chia 7 được 6. 6 nhân 7 là 42. 44 chia 42 thì còn 2. Hạ số 1 này xuống được 21. 21 chia 7 được 3. 3 nhân 7 là 21. 21 trừ 21 bằng 0, đúng không? Như vậy kết quả phép chia là 0,63 nhé. Tiếp theo là 8,82 chia 42. Giờ mình sẽ lấy 8 chia cho 42 sẽ bằng 0. 0 nhân 42 là 0. 8 trừ 0 được 8.
Trước khi lấy chữ số đầu tiên bằng phân, các em viết dấu phẩy bên phải của Hương. Hạ số 8 này xuống được 88. 88 chia 42 sẽ được là 2. Đúng rồi. 88 chia 42 được 2. 2 nhân 2 là 4. 2 nhân 4 là 8. 88 trừ 84 thì còn 4, số 4. Giờ hạ số 2 này là 42. 42 chia 42 được 1. 1 nhân 42 là 42. 42 trừ 42 bằng 0, đúng không? Như vậy kết quả phép chia sẽ là 0,21 nhé. Giờ như là mình xong câu số 4. Câu số 4 kem hiểu bài. Kem xong khích video thì kem hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 5. Câu số 5 đề bài nói là bạn Dũng tập nhảy trong 5 tuần, mỗi tuần tập 5 ngày. Thời gian tập mỗi ngày là như nhau, tổng thời gian luyện tập là 37,5 giờ. Hỏi Dũng đã luyện tập bao nhiêu giờ mỗi ngày? Như vậy Dũng đã tập nhảy trong 5 tuần, mỗi tuần 5 ngày. Bây giờ mình sẽ tính số ngày Dũng tập nhảy là bao nhiêu bằng cách lấy 5 nhân 5 thôi, đúng không? Như vậy trước hết các em đi tính tổng số ngày Dũng tập nhảy lại. Tổng số ngày bạn Dũng tập nhảy thì mình sẽ lấy 5 nhân 5. 5 tuần 5 ngày thì 5 nhân 5 là 25 ngày. Đúng không? Giờ như vậy tổng thời gian luyện tập là 37,5. Hỏi Dũng đã luyện tập bao nhiêu giờ mỗi ngày? Thì các em lấy tổng số giờ này chia cho tổng số ngày là cho kết quả thôi, đúng không? Như vậy các em sẽ bỏ chữ giờ hỏi đi, các em trả lời là Dũng đã tập luyện số giờ mỗi ngày là Dũng đã tập luyện. Dũng đã luyện tập số giờ mỗi ngày là như vậy là giải tiếp theo là Dũng đã luyện tập số giờ mỗi ngày là mình sẽ lấy tổng số giờ là 37,5 chia cho tổng số ngày là 25 ngày. Giờ bằng bao nhiêu hãy sửa tính nhắc phía này. Mình khai sẽ đặt tính cho tính nha. 37,5 chia cho 25. Giờ mình lấy 37 chia 25 được 1, đúng không? Giờ 1 nhân 5 là 5. 1 nhân 2 là 2. Giờ mình sẽ lấy 7 trừ 5 được 2 với số 2. 3 trừ 2 được 1. Trước khi lấy chữ số đầu tiên và phân, các em viết dấu phẩy bên phải của Hương. Hạ số 5 này xuống được 125. 125 chia 25 sẽ được 5. 5 nhân 5 là 25. Viết 5 nhớ 2. 5 nhân 2 là 10, thêm 2 là 12. Giờ 125 trừ 125 sẽ bằng 0. Như kết quả là 1,5, đúng không? 1,5 giờ. Như đáp số sẽ là 1,5 giờ. Giờ như là mình xong câu số 5 nha. Câu số 5 các em hiểu bài. Các em xong khích video hãy biết các em hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em khá dạng và hiểu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm, các em sẽ bấm nút
Bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Khải Liêm. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.